Rồi, ta thi vòng trường vòng 12 lớp 7 các em nhé. Nick đầu tiên. Thì đầu tiên mình nhập cái mã thi đó. Mã thi thì ở nơi trường các em, tùy trường nha, chứ không phải lấy mã của thầy xài không được đâu. Vòng 12 không biết có gì khó không? Em nào tham gia khóa học V71, V72 rồi á, thì chắc cũng chả lo đâu. Rồi, bài làm đầu tiên. Thầy nói trước ở nick 1 này chủ yếu là mình lấy đáp án thôi nha. Ở nick số 2, nick số 3 thầy sẽ giảng kỹ càng hơn. Còn nick số 1 mình lấy đáp án là chủ yếu thôi. Rồi. Câu 1. Hai cái giá trị đối cộng lại mà đòi nhỏ hơn bằng 0, thì cái này cũng có một ví dụ mẫu trong V72 rồi ha. Như vậy là mình sẽ cần hai cái này đều bằng 0 hết. Hai này bằng 0 hết thì y sẽ bằng 50. Y trừ 50 bằng 0 thì y sẽ bằng 50. Và lúc đó x trừ y bằng 0 tức là x bằng y đó các em. Vậy là x bằng y bằng 50 luôn. Thì cộng hai giá trị đối này nó mới ra là không được. X bằng y bằng 50 thì tổng của chúng sẽ bằng 100 nhé. Câu hỏi số 2. Trời, câu hỏi này dành cho mấy đứa nít ha. Câu số 3. Này sẽ dấu trừ mũ chẵn là bỏ luôn thành dấu dương, 2 mũ 10 là thành 1024 rồi. Câu số 4. Thì cái này các em bấm máy cho nhanh ha. X sẽ bằng 5 phần 9 trừ cho 4 phần 5. Vậy nó bằng trừ 11 phần 45. Ủa sao đề dễ vậy ta? Giá trị nhỏ nhất của một cái giá trị đối thì sẽ bằng 0 thôi. Số giá trị nguyên của x, số giá trị nguyên của x thỏa mãn cái này nhỏ hơn không. Như vậy là cái này các em sẽ cần tới cái ví dụ trong bài giảng cuối cùng của V71, mà trong V72 thầy cũng có nhắc lại lúc đó là bất đẳng thức đơn giản các em nhé. X cộng cho 50 mình nhân cho, thì chia nhau âm thì nhân nhau cũng âm thôi. Rồi các em dùng cái chức năng cuối cùng trong bài giảng, tức là chức năng khảo hàm hàng loạt đó, trong bài giảng số 4 của V khóa V71 em sẽ làm được tốt ha. Rồi thầy nhập nè. Rồi. Như vậy là ta sẽ có tất cả là bao nhiêu? Ồ, cái này là các em phải giải bằng kiến thức toán học luôn. Thì ở trong V71 thầy cũng có dạy bằng biến đổi toán học luôn. Các em trở lại cái bài giảng số 4 các em xem nha. Kết quả ở đây sẽ là âm 50. Âm 50 nhỏ hơn hơn x và nhỏ hơn 60 ghê. Mà x thuộc z nha. X thuộc z. Vậy là x nó sẽ là những số như thế này nè. Từ trừ 49 cho tới trừ 48 cho tới vân 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 cho tới trừ 1 cho tới 0 rồi tới 1 vân 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 cho tới 58 và tới 59. Vậy các em đếm đi, đếm đi, trừ 49 cho tới trừ 1 á là được 49 số rồi, rồi cộng với số 0 nữa là cộng 1, rồi cộng 59 số nữa 109 kìa. Đây đáp án này. Tổng số đo ba góc ngoài, tổng số đo ba góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác thì bằng 360 các em nhé. Ở này ráp vô thôi. 1 phần 3. Một phần 3 trừ cho 1 phần 2 thì bằng âm 1 phần 6, lấy giá trị đối là ra 1 phần 6. Câu hỏi số 9. Tìm số nguyên x nhỏ nhất để cái này có giá trị nguyên. Giờ x cộng 1 á, phải là ước của 3 không? X cộng 1 sẽ là ước của 3. Thì x cộng 1 có khả năng là bằng trừ 1 nè, trừ 3 nè, rồi 1 nè, rồi 3 nè. Như vậy các em lấy cái nhỏ nhất đi. X cộng 1 bằng âm 1. Vậy suy ra x sẽ bằng âm 2 thôi. Còn mấy kia là lớn hơn. À xin lỗi, âm 3 chứ. Âm 3 mới là nhỏ nhất, xin lỗi các em. Em âm 3 đi.
Như vậy là x sẽ bằng âm 4 mới đúng, nhỏ nhất. Đây, bài thứ nhất ta đã xong ha, mất có vài phút thôi. Ok, ok. Bài thi số 2. Tìm câu đúng. Đồ thị âm số này đi qua điểm 39 thì các em lấy x thay bằng 3. Còn lấy y thay bằng 9 thôi. 9 bằng 2m cộng 5 nhân cho 3. Cái này ví dụ mẫu ở trong khoa học V72 đúng không? Vậy các em lấy là 9 chia 3 là được 3 nè. Như vậy là trừ 2 sẽ bằng 2m. Vậy m sẽ bằng trừ 1 các em. Thay vô là tính m thôi. Cho điểm A 20, 12 nó thuộc đồ thị hàm số nào? Thì các em lấy 20 thay vô x, lấy 12 thay vô y, mà hai bên bằng nhau thì thuộc hàm số đó. Thì lấy 20 thay vô cái đầu tiên, 20 nhân rút gọn 5 là 4, 4, 3, 12 đúng luôn. Cái đầu tiên thay vô là trúng luôn. Nhớ nít 1 là thầy giảng nhanh thôi nhé các em nhé, để tìm đáp án thôi. Còn nít 2, nít 3 thì thầy mới giảng kỹ ha, chứ không có đủ thời gian. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhân cho 3 mũ 3 đó là dễ quá, 5 lần 3 mũ 3. Rồi, cái vẽ tam giác, tam giác ABC nè, nó bằng tam giác DEI theo đỉnh tương ứng luôn ha. ABC DEI theo đỉnh tương ứng. AB bằng 5 nè, AC bằng 6 nè, EI bằng 8. AI bằng 8 tức là BC cũng bằng 8 luôn, vẽ hình ra thấy liền rồi. Như vậy chu vi sẽ bằng 5 cộng 6 cộng 8 là bằng 19 các em nhé, 19 cm. X tỷ lệ thuận với y theo hệ số là 1/6. Vậy x sẽ bằng 1/6 nhân y. Và y tỷ lệ thuận với z theo hệ số là 8, tức là y sẽ bằng 8 nhân z. X bằng 1/6 y, còn y bằng 8 nhân z. Như vậy x sẽ bằng 1/6 nhân 8 z, tức là x sẽ bằng 8/6 z, tức là 4/3 z các em. Các em nghe lời thầy giảng lấy nháp ra ghi cũng được ha. X bằng 4/3 z. Rồi bây giờ người ta cho x bằng 2. Vậy z sẽ bằng 2 chia 4/3. 3/2 kìa. Các em nghe lời thầy á, rồi các em lấy nháp ra sẽ hiểu ha. Còn nít 1 là thầy tìm đáp án thôi chứ thầy không có giảng kỹ. Ồ, bài này nghe có vẻ rầm rộ ghê mơi. Vận tốc riêng của một cano là 24, vận tốc dòng nước là 3, với khoảng thời gian để cano chạy ngược dòng, với khoảng thời gian để cano chạy ngược dòng 35 km, thì cano chạy xuôi dòng được bao nhiêu km? Chà. Yên tâm các em, vận tốc riêng của cano là vận tốc lúc mà nước nó đứng yên á, không có đẩy hay là không có cản, thì vận tốc đó là gọi là vận tốc riêng của cano là 24. Như vậy vận tốc xuôi dòng, vận tốc xuôi dòng sẽ là 24 cộng 3 là bằng 27 các em. Còn vận tốc ngược dòng là 24 trừ đi 3 là thành 21, là bị nước cản đi mà. Bây giờ với khoảng thời gian cano chạy ngược dòng 35 km, t ngược, giờ thầy tính t ngược nha. Thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc, các em nhớ nha. T ngược nè, T ngược là bằng S ngược chia cho V ngược. Em phải hiểu điều đó ha. Rồi, T bằng S chia V. S ngược đó là 35 km, chia cho V ngược là bằng 21. Thầy nói nãy rồi nha, 24 trừ 3 là bằng 21 ha. Vậy là thời gian chạy ngược là đâu bao nhiêu? 35/21 giờ ha. Để nguyên nó đi, nó không đẹp. Bây giờ tính S xuôi. S xuôi, S xuôi thì bằng S bằng V nhân T các em ha. V xuôi nhân cho T xuôi, nhân cho T xuôi. Quãng đường xuôi dòng sẽ bằng vận tốc xuôi dòng nhân cho thời gian xuôi dòng. Vận tốc xuôi dòng như nãy thầy nói là bằng 27, 24 cộng 3 đó. Rồi nhân cho T ngược cũng như T xuôi thôi, với cùng khoảng thời gian mà.
không, với khoảng thời gian để cano chạy ngược dòng đó. Rồi cái lấy hai này nhân nhau ra 27 nhân cho 35 phần 21 45 nha, 45 km ha. Bài này chịu khó phân tích một xíu thôi. Nó hù mình thôi chứ cũng có gì khó. 45. Rồi bài này thì mình làm không biết bao nhiêu lần nữa các em nha. Rồi giờ tôi làm nhanh mà nháp chứ không có làm kỹ nữa. X phần 2 và Y phần 3 thì các em nhân hai bên cho 1 phần 5. Vậy là X phần 2 nhân 1 phần 5 là thành X phần 10. Rồi Y phần 3 nhân 1 phần 5 là Y phần 15. Còn cái này là Y phần 5 bằng Z phần 4 thì thầy nhân hai phe hai bên cho 1 phần 3. Vậy thầy có là Y phần 15 bằng Z phần 14. Đó. Vậy là bắt cầu được rồi đó. Bây giờ là thầy sẽ có gì? Thầy sẽ có là X trên 10 bằng Y trên 15 và bằng Z trên 14. Ồ, sai rồi. Nhân 3 chứ. Y trên 5 là nhân 3, 3 5 15 lại bằng 4 12 chứ, Z trên 12 chứ. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là X là 10 phần, Y là 15 phần và Z là 12 phần. X trừ Y cộng Z này là đề cho là bằng âm 21 ha. Giờ X thay đổi 10 phần, tức là 10k đi. Cái này giải nhiều rồi. Trong V71, V72 giải nhiều rồi. Y là 15 phần, vậy đây là trừ 15k cộng Z là 12 phần, 12k ha. Từ đây các em tìm k cho thầy. Rồi 10 trừ 15, 10 trừ 15 rồi lại cộng 12 thì bằng 7. 7k, 7 phần đó. 7 phần bằng âm 21. Vậy mỗi phần sẽ bằng âm 3. Mỗi phần sẽ bằng âm 3 ha. Rồi lúc đó X cộng Y trừ Z đó là sẽ bằng bao nhiêu? 10 phần cộng 15 phần và trừ cho Z là trừ 12 phần. 10 cộng 15 là 25. 25 phần trừ 12 phần là còn 13 phần. Đúng không? Chính xác luôn. 13 phần tức là 13 nhân cho 13 nhân cho trừ 3. 13 nhân trừ 3 là bằng trừ 39 ha. Các em ha. Ồ chết rồi, ở đây không có. À lấy chuyện đối nữa. Chuyện đối nữa mà. Vậy nó thành 39 thôi. Chưa thấy câu nào đủ là mình gục hết. Rồi các em lấy M. Hoành độ điểm A là M thay cho chữ X. Lấy tung độ điểm A là 3M thay cho chữ Y. Vậy ta có công thức là 3M bằng 5 nhân X tức là 5 nhân M trừ 6. Rồi từ đây các em dùng chức năng tìm M ở trên máy tính á. À, hoặc là tìm X, Y, Z gì đó. Thầy dạy kỹ trong V71 rồi ha. Vậy ta có là 2M sẽ bằng 6. Vậy M sẽ bằng 3. Đây các em. Tiếp tục. Tìm điểm thuộc đồ thị cả hai hàm số luôn. Như vậy là thay vào chữ X và chữ Y của hai công thức này đều bằng nhau hai vế hết. Giờ các em thử từng điểm luôn. Thử từng điểm nè. Trừ 1 phần 6 nhân trừ 1 phần 3 là đúng bằng trừ 1 phần 18 luôn. Này được nè. Này thay vô công thức thứ nhất là được nè. Thay vô công thức thứ hai thử coi. X là trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 3. Trừ cho 5 phần 2. Sai rồi. Không ra. Vậy cái này các em. 3 thay vô 1 phần 6 là thành 3 phần 6 là 1 phần 2. Được. Thay vô cái thứ nhì là 3 trừ 5 phần 2 nó bằng 1 phần 2. À vậy đúng rồi. Cái này đúng kìa. Đúng cả hai luôn. 3 thay vô x là 3 phần 6 là 1 phần 2. Rồi 3 thay vô đây là 6 phần 2 trừ 5 phần 2 là thành 1 phần 2 ha. Như vậy là cái này kìa. Cái này đúng cả hai nè. 6 phần 2 trừ 5 phần 2 là 1 phần 2 ha. Rồi câu nữa. Trong hệ trục tọa độ, trong hệ trục tọa độ cho điểm 2, 3 tọa độ điểm B sao cho OX là đường trung trực. Cái này vẽ hình ra cho vui. Mình đang rảnh mà, còn có một câu mà. Còn có một câu mà mình đang rảnh mà. Đúng không? Mình cứ thi tội gì.
Phần mềm chạy chậm quá. Nhanh lên. Vẽ tay thử coi. Đi thi anh nhớ đem giấy caro theo ha. Rồi. Điểm A 23 này thì nhập dưới này nha. A bằng 23. Rồi, nó đâu? Đó. Giờ OX là trục hoành á, làm đường trung trực. Giờ điểm B nó phải nằm ở dưới khúc này nè. OX là trục ngang á. Vậy điểm B mình phải lấy dưới này. Đối xứng nè. Đây, rồi. Lúc đó mình nối AB lại thì nó mới ra đường trung trực các em nhé. Nối AB lại thì cái đường trục hoành nó sẽ đi qua trung điểm và vuông góc với AB luôn. Vậy tọa độ điểm B sẽ là 2-3 ha. 2-3. Đi thi nhớ đem giấy caro các em nha. Giấy caro vô mình làm toán, toán đồ thị nó dễ hơn. Chứ đem giấy trắng không có ô vô nó phải kẻ kẻ mất công. Mất công. Nít số 3. À, bài thi số 3. Đừng để điểm rơi. Bắt đầu. Hai tam giác vẽ đi. ABC và DEF bằng nhau. AB là 4 phần. Thầy gọi là 4K đi. AC á, 4x thì cũng được. AC á, là 5 phần, là 5x. Còn EF là 7 phần. Mà EF là bằng BC đó. Vậy EF là bằng 7 phần, có nghĩa là BC cũng bằng 7 phần em nhé. Vậy theo đề là 2 lần D, 2 lần DE trừ AC là thầy đổi thành 2 lần AB trừ AC cũng được. Bởi vì DE bằng AB mà. Rồi 2 lần AB tức là 2 nhân cho 4x. Các em để ý từng lời thầy nói. Trừ AC là trừ 7x. Xin lỗi, trừ AC là trừ 5x mới đúng. Đó, như vậy là 2 nhân 4x bằng 5x. Xin lỗi, 2 nhân 4x trừ 5x thì bằng 9. Vậy mình sẽ có là 8x trừ 5x là bằng 3x bằng 9 nè. 3x bằng 9 rồi x sẽ bằng 3. Vậy mỗi phần sẽ bằng 3 các em. Trong đó độ dài BC là chiếm 3 phần, à 7 phần. Vậy BC sẽ bằng 7 nhân 3 là 21 các em nha. 21. Các em nghe tu tới tu lui nghe lời thầy giảng là hiểu thôi. Chứ giờ vẽ hình ra không đủ thời gian đâu. Rồi cái này dùng kỹ thuật trong V71 làm cho nhanh. Âm 2,37 chu kỳ 1. Âm 2 nè. Âm 2,37 chu kỳ 1 là được. Cái này em nào mà chưa học cái khóa học V 71 thì bó tay rồi, mất thời gian lắm, nó ngốn thời gian hơi bị ghê luôn. Em đăng ký mấy khóa học của thầy đây ha. Âm 2,37 chu kỳ 1 nó sẽ ra phân số này. Xem trong khóa học V71 em nhé. Âm 1067 trên 450. Rồi cái này bấm máy thôi em ơi. Nó sẽ bằng 3 này cộng 5 này và trừ 4. 3 cộng 5 là 8. 8 trừ 4 là bằng 4 ha. Rồi vẽ hình nhanh đi. Cho tam giác ABC có góc A bằng 120. Y là trung điểm BC. Y là trung điểm BC. Trên tia đối của tia IA. Các em lấy điểm K sao cho IK bằng IA. Vậy ra hai tam giác bằng nhau thôi. Góc BKC thì góc BKC cũng bằng 120 luôn. Các em vẽ ra các em thấy cái hình bình hành chỉnh hình luôn á, ha, bằng 120. Đọc lại đề coi, BAC A 120 là trung điểm. Nối xuống. Rồi, IK bằng IA, BKC 120 luôn. Khỏi chứng minh luôn, nhìn thấy cái hình đúng luôn mà. Ra đề kiểu này học sinh yếu nó cũng làm được ha. Rồi, bài này khó đó các em. Bài này sẽ rơi vào tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch gì đó ha. Chắc chắn rồi. Hai ô tô khởi hành cùng lúc. Thầy thu nhỏ này lại đó ha. Để làm cho nó thoải mái.
Rồi. Phóng to này lên làm cho nó đã. Hai ô tô khởi hành cùng lúc từ A đến B với vận tốc theo thứ tự là 45 và 60. Biết ô tô thứ hai đến trước ô tô thứ nhất là 40 phút. Tính quãng đường AB. Bài này tỷ lệ nghịch các. Cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian sẽ tỷ lệ nghịch ha. Vậy V1 nhân T1 sẽ bằng V2 nhân cho T2. Đó, như vậy V1 mình biết rồi, 45. Nhân cho T1 thì mình chưa biết, mình cứ để T1 đi. V2 á là bằng 60, là cái thằng chạy nhanh hơn nè. Nhân T2 là cũng chưa biết. Vậy từ đây mình suy ra là T1 trên 60 thì sẽ bằng T2. T1 trên 60 bằng T2 trên 45. Đó. Và theo đề á, theo đề thì T1 với T2 anh nào lớn hơn? Theo đề thì T1 lớn hơn các em. T1 lại đi chậm hơn, vậy nó tốn nhiều thời gian hơn. Còn T2 là vận tốc nó nhanh hơn mà, 60 lần mà. Vậy nó tốn ít thời gian hơn. Ở dưới là 60 trừ 45 nè. Đó. Như vậy là T1 trừ T2 là người ta cho 40 phút. 40 phút á là nó bằng 2 phần 3 giờ, 40 phần 60 á. Còn 60 trừ 15 là bằng 15 các em nha. 60 trừ 45 là bằng 15 ha. Rồi. 60 trừ 45 rồi lấy 2 phần 3 chia 15 đi. 2 phần 3 chia cho 15 thì bằng 2 phần 45 các em. Đó. Từ đây sẽ tính T1 đi. T1 sẽ là phần 60 nè. T1 phần 60 là bằng 2 phần 45 đúng không? Như vậy là T1 sẽ bằng 60 nhân 2. 60 nhân 2 thì chia cho 45. Có bằng mấy? 60 nhân 2 chia 45. 8 phần 3. 8 phần 3. Đó. Như vậy là T1 là đi là... T1 là thời gian xe thứ nhất đi là 8 phần 3 giờ. Bây giờ quãng đường S nè. Quãng đường S là sẽ bằng V1 nhân T1 thôi. V1 là bằng bao nhiêu? 45. V của thằng thứ nhất á bằng 45 km/h nhân 8 phần 3. 45 nhân 8 phần 3 giờ bằng 120 nha. Quãng đường 120 ha. Rồi xong ha. Cũng đau đầu ạ. Không có dễ đâu. Tiếp tục. 3 lớp 7A, 7B, 7C. Nè, bài toán này, bài toán tỷ lệ gì đây? Bài này cũng dễ các em. Thầy gọi A, BC là diện tích của 3 lớp được giao. Thì các em sẽ có là A trên 4 là bằng B trên 3. Thì tỷ lệ với số học sinh luôn mà. Rồi B trên 6 là bằng C trên 5. Rồi bên này các em nhân hai bên cho 1 phần 2 thì nó ra là B phần 6, 2 phần 8. Rồi bắt cầu lại. Đúng không? Như vậy là cái diện tích chăm sóc là tỷ lệ với 8, 6, 5 thôi. Rồi mình cộng A cộng B cộng C lại là bằng diện tổng diện tích chăm sóc á, là bằng 95 nè. Rồi dưới 8 cộng 6 cộng 5 là bằng 19. Rồi chia cái này ra là 5. Và từ đây mình tính được ABC luôn. Ở đây thầy cần tính A thôi. A là bằng 8 nhân 5 bằng 40. A là diện tích của lớp 7A đó. Diện tích mà chăm sóc của lớp 7A đó là bằng 40 ha. Rồi bài này thì cũng làm không biết bao nhiêu lần rồi. Rồi bài này tôi làm nhanh mà nháp thôi. Chứ ghi trong đó nó mất thời gian lắm. X là 2 phần. Vậy X bình sẽ là 2 phần tất cả bình. Trừ 2 nhân y bình, tức là 2 nhân cho 3 phần tất cả bình. Rồi cộng cho z bình. Z bình là 5 phần tất cả bình. Và theo đề thì 2k tất cả bình trừ 2 nhân 3k tất cả bình cộng 5k tất cả bình bằng 44. Rồi các em tính đi, 2 bình là 4k bình nè. Trừ cho 3 bình là 9 nhân 2 là 18k bình nè.
cộng 25 K bình ha. Cái này có bài ở trong V72 các em nha. Vô đó coi. Vậy K bình sẽ bằng nhiều. K bình phần á, một phần bình lên á sẽ bằng nhiều 4 - 18 rồi lại cộng 25 là bằng 11. 44 chia 11 là bằng 4. Từ đây các em suy ra K là bằng cộng trừ 2 đều được. Không? Cộng trừ 2 đều được. Bây giờ tính x cộng y cộng z. X cộng y cộng z là coi như là 2 phần cộng 3 phần cộng 5 phần là thành 10 phần. Mà bình phương lên thì dấu dương dấu âm là vô nghĩa hết. Dương âm bình lên được thành số dương hết ha. Vậy là ta lấy 2 cũng được mà trừ 2 cũng được. 10 phần. Tức là 10 nhân 2 là thành 20 ha. Và bình lên là thành 400 các em. X cộng y cộng z là bằng 10 phần nè, mà mỗi phần là bằng 2 cũng được, âm 2 cũng được. Như vậy là x cộng y cộng z sẽ bằng 20 hoặc là âm 20. 20 hoặc âm 20 bình lên thì nó cũng đều bằng 400 thôi. Rồi, vẽ hình nhanh. Góc x. Các em vẽ xong hình chưa? Các em vẽ xong hình nó sẽ thấy rất là cân xứng. OM là phân giác của góc XOY. Vậy góc MOX là các em lấy 170 chia đôi thôi. 140 chia đôi là bằng 70 thôi. Ha. Rồi, bài này khó nè. A1 trên A2 bằng A2 trên A1. A1 trên A2 sẽ bằng A2 trên A3 bằng vân vân bằng A2017 trên A2018 ha. Giờ ta đặt bằng K đây. Thì các em sẽ suy ra là A1 á, là bằng A2 nhân K, đúng không? Mà A2 á thì lại bằng A3 nhân K. Vậy hóa ra nó bằng A3 nhân K mũ 2. Hiểu nổi không? Như vậy tới đây các em nhớ là A1 là bằng A3 nhân K mũ 2. Cái này để em ngoặc cho các em dễ hiểu nè. Giờ A3 các em lại thấy là A3 là tiếp tục như vậy, nó là bằng A4 nhân K. A4 nhân K. Như vậy là cuối cùng nó bằng A4 nhân K mũ 3. Đó. Thấy quy luật chưa? Cứ vậy. Cho đến một ngày đẹp trời thì A1 sẽ bằng A2018 nhân cho K mũ bao nhiêu đây. Thì các em nhìn nè, A1 thì bằng A2 thì K mũ 1, A3 thì K mũ 2, còn A4 thì K mũ 3, thấy không? A2 thì K mũ 1 nè, A3 thì K mũ 2 nè, A4 thì K mũ 3. Vậy A2018 thì K ở đây sẽ là K mũ mấy? 2017 đúng không? Chứ gì nữa. Như vậy từ đây các em suy ra là gì? A1 trên A2018 sẽ bằng K mũ 2017. Đó là cái mình đang có trong tay. Mà đề lại cho các em gì? Mà đề lại cho chúng ta A1 trên A2018 là bằng trừ 5 mũ 2017. Mũ này mũ lẻ, vậy thầy có thể ghi là âm 5. Tất cả mũ 2017 cũng được, hai cái đó vẫn bằng nhau. Như vậy các em thấy không? Vậy K này chính là âm 5 chứ cái quỷ gì.
đúng không? Cái K này chính là âm 5 này. Vậy vậy K chính là bằng âm âm 5. Nó hiểu không? Không hiểu thì tu tới tu lui, thầy không có giảng nhiều đâu. Vậy K thực ra chính là âm 5 các bạn. Đó, K chính là âm 5. Ừ. Rồi tạm quên cái chuyện âm 5 đi. Quên cái chuyện âm 5 đi. Thì các em thấy là những tỷ số này bằng nhau thì nó cũng bằng luôn cái tỷ số mới, đó là tổng của các cái tử, tức là A1 này, cộng cho A2 này, rồi cộng cho tới A2017. Và tương tự ở dưới cũng vậy, A2 cộng A3 cộng chấm 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 cộng cho tới A2018. Cái tỷ số thầy mới vừa lập xong nó sẽ bằng những tỷ số ban đầu. Mà những tỷ số ban đầu thì bằng K, tức là bằng trừ 5 đó. Vậy thì các anh bạn mới xuất hiện này cũng sẽ bằng âm 5 thôi. Hiểu chưa? Rồi, không hiểu phải không? Không hiểu thôi. Tu tới tu lui các em sẽ hiểu thôi. Em nào hiểu rồi, giơ tay. Rồi, xin chúc mừng các em ha. Kết quả là bằng âm 5 nha. Khó, bài này khó. Trình độ các em rất khó. Đề cũng chua, không dễ đâu. Rồi, lại gặp bài chua nữa. Gặp họ đã đi được 6 km rồi. Thì nửa tiếng đi được 6 km. Lúc đó người thứ hai bắt đầu đi, khoảng cách giữa hai người là 6 km. Thì mỗi giờ người thứ hai sẽ gần người thứ nhất thêm 8 km. Mà phải lấp đầy khoảng cách là 6 km. Vậy mình lấy 6 chia 8. 6 chia 8 là cái thời gian mà người thứ hai đủ cần để đuổi kịp người thứ nhất ha. Thì lúc đầu cách nhau 6 km, mà mỗi giờ gần nhau thêm 8 km, thì mình lấy 6 chia 8 thôi, tức là bằng 3/4 giờ. Rồi khi đó khoảng cách từ chỗ gặp nhau đến chỗ A, tức là quãng đường của người thứ hai đã đi đó, là mình lấy 3/4 nhân vận tốc của người thứ hai luôn, là 20, là bằng 15. Ngẫm nghĩ lời thầy nói các em sẽ hiểu nha. 15 km/h. Rồi, ta đã giải xong cái bài thi này ha. Rồi,